Vâng, mời ý kiến bình luận của ông Phạm Đức Sơn. Qua phóng sự vừa rồi thì ông có thể đánh giá rằng là cái mức độ sai phạm trong vấn đề trục lợi bảo hiểm y tế tại các địa phương hiện nay nó diễn ra phổ biến ở mức độ nào, và liệu có cái tình trạng rằng là sờ đến đâu, thanh tra đến đâu, giám sát đến đâu thì sai nó đến hay không? Tôi nghĩ rằng là cái tình trạng lạm dụng, rồi gian lận, rồi trục lợi quỹ bảo hiểm y tế nó cũng đã diễn ra từ rất từ lâu và có thể nói là cũng ngày càng tinh vi. Số vụ việc phát hiện cũng ngày càng nhiều. Và có thể nói rằng là chúng ta cũng đang cố gắng để tăng cường cái sự kiểm soát đó từ cả phía ngành y tế và phía ngành bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên nếu mà khẳng định rằng là sờ đâu cũng thấy sai đấy thì tôi cho rằng là cũng hơi vội vàng. Có thể nói rằng là trong thời gian qua, nhất là trong những năm gần đây, thì ngành bảo hiểm xã hội và ngành y tế đấy, thì có một cái sự phối hợp với nhau rất là chặt chẽ và chung một cái mục tiêu là chúng ta phải phòng chống, ngăn ngừa những cái tình trạng gian lận trục lợi quỹ bảo hiểm đó. Cái sự xử lý rất là kiên quyết, không những từ phía ngành y tế mà chúng tôi cũng trong quá trình tham gia xây dựng cái luật sửa đổi bổ sung luật bảo hiểm y tế đấy, thì đã nâng cái mức để mà có những cái giải pháp để phòng chống. Và cụ thể ở đây con số thanh kiểm tra giám sát các hồ sơ mà chi trả bảo hiểm y tế là được khoảng 20%. Vậy thì trong 20% đó thì ngành bảo hiểm xã hội đã phát hiện ra bao nhiêu phần trăm sai phạm ạ? Tỷ lệ phần trăm sai phạm thì nó tùy thuộc vào mỗi bệnh viện, mỗi cơ sở khám chữa bệnh, mỗi một tỉnh thành phố. Con số 20% hồ sơ giám định thực ra cũng chưa được kiểm chứng. Về mặt nguyên tắc thì mọi chi phí khám chữa bệnh để được thanh toán đều phải qua giám định. Tuy nhiên rằng đang có một thực tế là lực lượng làm công tác giám định, khả năng về công tác giám định rồi trình độ công nghệ thông tin của chúng ta nó còn đang ở mức độ rất hạn chế. Vì vậy mà phải giám định những cái hồ sơ mà chúng ta có khả năng để thực hiện được thôi. Chứ còn trong tổng số hồ sơ giám định thì có thể đảm bảo rằng là những hồ sơ đó đã được giám định một cách hết sức là chặt chẽ. Trong những quy định hiện hành vẫn còn có những cái những cái điều kiện để cho phép là cơ quan bảo hiểm xã hội có thể đưa vào danh mục thanh toán những cái hồ sơ đã được giám định, chấp nhận thanh toán những hồ sơ chưa được giám định để làm cơ sở về sau có thể kiểm tra lại. Và chúng tôi đang phấn đấu hướng tới một cái phương pháp giám định cải tiến hơn, nâng cấp hơn, đấy là giám định theo tỷ lệ và đã được thí điểm ở thành phố Hồ Chí Minh rồi ở 15 tỉnh trong cái giai đoạn này nay để cuối năm nay có thể trình chính phủ. Có lẽ thì xin mời đại diện Bộ Y tế nhìn nhận thêm về những cái sai phạm mà chúng tôi đã nêu trong phóng sự. Từ góc độ quản lý ngành thì Bộ Y tế nhìn nhận những cái sai phạm hành vi trục lợi bảo hiểm của các cơ sở y tế ở dưới địa phương là như thế nào? Thực tế thì chúng ta nghĩ là những cái vụ việc này thì đã được phát hiện rồi. Thế nhưng mà chúng ta cũng khẳng định là đây không phải là những vấn đề phổ biến của ngành y tế mà đó là những hiện tượng rất là cá biệt thôi. Và trong thực tế với cái góc độ quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế thì Bộ cũng đã phải kịp thời để trình, để ban hành các cái văn bản để điều chỉnh các hành vi này. Ví dụ như chúng ta đã có cái nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm y tế, và đặc biệt là sau những cái vụ việc như trên thì lãnh đạo Bộ Y tế cũng đã phải kịp thời ban hành một cái chỉ thị của Bộ Y tế để tăng cường công tác thanh tra, giám sát, kiểm tra, hạn chế cái tình trạng gian lận và trục lợi trong cái bảo hiểm y tế. Đặc biệt là trong những thời gian vừa qua thì Bộ Y tế cũng đã phối hợp rất tích cực với cơ quan bảo hiểm xã hội, với Bộ Tài chính để tổ chức các cái đoàn kiểm tra, đoàn kiểm tra về thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế, và qua phát hiện đã xử lý rất là nghiêm túc những cái vụ việc mà phát hiện trong thời gian vừa qua. Vâng, rõ ràng những vụ việc này ở địa phương ví dụ như là Thái Bình, Thanh Hóa hay là Hải Phòng trong thời gian vừa qua thì đã bị phát giác và bị một số trường hợp thì đã bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên ở đây thì tôi muốn bà bình luận thêm một chút liên quan đến, có nghĩa là nó có thể chưa đến mức làm hồ sơ khống và vi phạm quy định pháp luật một cách trắng trợn như những trường hợp mà chúng ta vừa xem. Tuy nhiên ở đây thì ngành bảo hiểm cũng thống kê ra một số những trường hợp nó gọi là ở đây gọi là lạm dụng quỹ. Đấy, ví dụ như là đơn giản là như thế này, là bệnh viện thì chỉ định cho bệnh nhân thực hiện các dịch vụ chẩn đoán hình ảnh đắt tiền mặc dù không cần thiết, rồi là bác sĩ cũng chỉ định cho bệnh nhân là mua rất nhiều thuốc nhưng mà thực chất thì bệnh nhân cũng không đến mức phải dùng những thuốc đó, và tất cả nó đội lên cái chi phí khám chữa bệnh bởi vì tất cả lý do rằng là ở đây là bảo hiểm chi trả và bệnh nhân cũng cho qua bởi vì cũng không phải tiền của bệnh nhân. Thì bà bình luận như thế nào về những cái thống kê vừa rồi của ngành bảo hiểm? Thực tế là những cái thống kê đó là đều có, thế nhưng mà rõ ràng đấy là nó là vấn đề, bởi vì chúng ta phải xác định thế này: bảo hiểm y tế thì nó là một giải pháp tài chính, nhưng mà nó lại là sự lồng ghép giữa chính sách an sinh xã hội với các quy chế chuyên môn, với các cơ chế tài chính. Thế vì thế cho nên để giải quyết một vấn đề nó cũng lại phải giải quyết tổng hòa các cái mối quan hệ ở trong đó. Chúng tôi lấy ví dụ như là có thể có nói là thông tin là lạm dụng, thế nhưng cơ sở nào? Bởi vì những cái này mình nói nó cũng phải hết sức là cụ thể. Ví dụ như là chúng ta nói đến việc khám chữa bệnh đối với một số người bệnh thì nó lại phải
xuất phát từ những cái tình trạng bệnh rồi tiên lượng bệnh để người bác sĩ người ta quyết định làm những cái dịch vụ nào, những cái dịch vụ kỹ thuật nào. Còn tất nhiên nếu như những cái trường hợp mà nó sử dụng quá mức cần thiết thì chúng ta cũng sẽ phải xem xét. Mời ý kiến bình luận thêm của ông, ý kiến của bà Tống Song Hương cũng thấy cho thấy rằng là hiện nay cái lĩnh vực bảo hiểm y tế của chúng ta ấy là một cái tổng hòa rất nhiều bên cùng tham gia. Ở đây thì là quản lý nhà nước là Bộ Y tế thực hiện khám chữa bệnh là các bệnh viện. Tuy nhiên tiền thì là bên chỗ bảo hiểm y tế của bảo hiểm xã hội. Vậy thì về mặt cơ chế nó có sự chồng chéo gì nhau ở đây không? Và từ cái cơ chế chồng chéo này liệu nó có thể phát sinh và làm cái nơi để nuôi dưỡng những cái tiêu cực mà chúng ta vừa theo dõi? Chúng tôi nhận thấy rằng là cái cơ cấu của cái vận hành bảo hiểm y tế chúng ta hiện nay thực sự là một cách nó không rõ ràng về quyền lợi và trách nhiệm của mỗi bên khi tham gia. Ở đây chúng ta có thể nhận thấy ngay rằng Bộ Y tế là người phải chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ hệ thống ra các quy định này. Nhưng mà chúng ta cũng nhận thấy rằng là cái vận hành của cái này ấy là phải làm sao cho để có cái sự phát triển bền vững. Đấy, tức là nó phải có một cái nguyên tắc là không thể lúc nào nhà nước cứ lại phải chúng ta gọi là bảo hộ, tức là hết quỹ thì lại rót vào. Bởi vì chúng ta đều biết cái khả năng ngân quỹ của chúng ta cũng phải có một cái giới hạn. Ở đây chúng ta nhận thấy ngay rằng là trong cái những cái chuyện này vừa xảy ra thì thấy rõ ràng là dường như các cái nhận định của các cái cơ quan tham gia vấn đề này nhìn nó có khác nhau. Khác nhau ở chỗ nào? Là có thể là xã hội nhận thấy rằng rõ ràng đây là những cái bằng chứng rất rõ ràng về việc vấn đề rút quỹ. Nhưng mà về phía các cái cơ quan quản lý thấy rằng là có thể đây nó chỉ là những trường hợp cá biệt. Tôi cho rằng cái việc đầu tiên đấy là chúng ta cần phải có một cái nhìn một cách khách quan và một cái đánh giá độc lập về chuyện này. Về phía chúng tôi nhìn nhận ấy thì chúng tôi thấy rằng nếu chỉ phân tích trên các cái về luật cũng như các cái văn bản hiện hành thì tôi thấy rằng là rõ ràng có một sự không minh bạch trong vấn đề trách nhiệm của mỗi bên, và chính cái điều đó nó là kẽ hở cho vấn đề thực hiện những vấn đề này. Chẳng hạn tôi nghĩ rằng rất khó mà để cho ngành y tế cũng như bên bảo hiểm, vì cả hai bên đều cùng trách nhiệm để vận hành vấn đề này, thừa nhận rằng đây là một cái hiện tượng thực sự phải giải quyết. Cho nên đấy là một cái và tôi xin lỗi tôi ngắt lời anh Tuấn một tí. Vâng. Cả ngành y tế và ngành bảo hiểm xã hội đang nhìn nhận hết sức là rõ ràng đây là một hiện tượng, nếu ta muốn nói đến cái chuyện lạm dụng trục lợi, vâng, là cần phải giải quyết. Và tôi vẫn khẳng định nó ảnh hưởng đến quỹ, tôi khẳng định là cái lạm dụng trục lợi đó nó ngày càng tinh vi lên. Và cái luật bảo hiểm sửa đổi chúng ta vừa rồi là đang hướng tới một cái sự rất rõ ràng trong trách nhiệm từ Ủy ban Nhân dân xã đến các bộ ngành, và trách nhiệm rất rõ ràng giữa Bộ Y tế, cơ quan quản lý nhà nước xây dựng chính sách với bên tổ chức thực hiện là bảo hiểm xã hội. Chúng ta tránh cái tình trạng vừa đóng bóng vừa thổi còi, nhưng chúng ta lại phải có một cái sự phối hợp chặt chẽ để lấy cái người bệnh làm trung tâm. Tôi thì đang có một cái quan điểm rằng hiện nay chúng ta đang rất minh bạch đấy chứ. Và cái cải cách trong luật, một trong những cái nội dung cơ bản năm cái điều mà chị Hương nói đấy chính là hướng tới cái sự minh bạch trong quản lý tài chính. Cái sự minh bạch này thì trước hết ấy, là chúng ta phải nhận thấy là nó phải nghĩa là trách nhiệm của bên đến đâu. Chúng ta thấy rằng nếu như phân tích cái trường hợp mà lạm dụng quỹ ở đây, có thể chúng ta kết luận rằng đây là một cái của bên cái cơ sở y tế đơn thuần. Nhưng tôi nghĩ chắc chắn rằng cơ sở y tế không thể làm được việc đấy mà xảy ra trong một thời gian dài hàng mấy năm trời. Nếu như mà không có một cái sự giám sát, bỏ qua cái sự giám sát đánh giá một cách nó khách quan trong vấn đề cái tiến trình gọi là giám định hồ sơ. Vâng. Đấy. Thế và điểm chúng thứ hai nữa chưa là quy trách nhiệm. Tuy nhiên đến thời điểm này thì đề xuất của ông như thế nào để giải quyết cái tình trạng này? Tôi cho rằng là cái việc trước hết là chúng ta cần có những cái đánh giá độc lập về những việc này. Vâng. Đánh giá độc lập, và điểm thứ hai nữa là chúng ta cần phải có một cái minh bạch về vấn đề gọi là các cái quy trình trong vấn đề gọi là thanh quyết toán. Đấy. Điểm thứ ba nữa là chúng ta cần phải có ngay cái phương pháp để mà giám định đi nữa cũng cần phải có một cái gọi là khoa học, một cách hết sức khoa học. Ví dụ như chẳng hạn là thực ra là người ta có thể là giám định các cái hồ sơ trên nguyên tắc của một cái lý thuyết xác suất, vâng, và có một sự thống nhất ngay từ ban đầu là về khi mà chúng ta tìm ra được những cái sai sót đó thì cái kết luận nó là ra sao, chúng ta phải thống nhất ngay từ đầu. Ông bình luận như thế nào về phương pháp đánh giá theo tỷ lệ mà sắp tới đây bên bảo hiểm xã hội sẽ tiến hành? Tôi cho rằng là cho đến nay chúng tôi chưa được đọc nào có các cái phương pháp nào được đưa ra để mà đảm bảo những các nguyên tắc như thế này. Thì có thể nói rằng là cái vấn đề mà hiện nay tôi được biết rằng là cái tỷ lệ là vừa rồi là thanh giám sát 20% hồ sơ rồi sau đến 30% hồ sơ. Vấn đề ở đây là cái không phải là cứ làm nhiều là chúng ta có thể làm tốt chất lượng. Cái cơ bản ấy là điểm một, vâng, là cái đội ngũ có thể giám sát được cái vấn đề chuyên môn này. Và điểm thứ hai nữa là quy định thế nào là các cái giới hạn để mà có thể chấp nhận các cái sai sót có thể xảy ra và đâu là giới hạn có thể phát hiện được những vấn đề này.
thì tôi cho rằng là cái lý thuyết chọn mẫu mà trong công nghiệp cũng như là trong các cái vấn đề họ đã sản xuất, tôi chưa thấy là cái ngành một cái thiết kế đề cương của bên bằng ngành bảo hiểm đưa ra trong vấn đề này chưa thấy có. Tất nhiên là nếu như tới đây mà đưa ra được ấy thì tôi nghĩ rằng cần có một cái đánh giá xem thực sự là một cái cái kết quả đó ra sao, một cách nó minh bạch cho tất cả các nơi cùng biết. Vâng, xin mời ông Phạm Lưu Sơn. Thực tế là chúng tôi đã đang làm, chúng tôi làm cách đây 3 năm rồi, thí điểm cái phương pháp giám định theo tỷ lệ đầu tiên ở Thành phố Hồ Chí Minh, sau đó chúng tôi nhân rộng ra 10 tỉnh và năm 2014 này thì chính phủ đồng ý cho phép chúng tôi là thí điểm ở 15 tỉnh và một trung tâm đa tuyến. Tôi cho rằng đấy là bước đi rất là thận trọng, và cái tỷ lệ hồ sơ mà chính phủ yêu cầu là phải giám định 30%, nhưng để chọn được 30% cái mẫu hồ sơ đó thì phải có những công thức tính, thậm chí chúng tôi phải xây dựng phần mềm để chọn mẫu để đảm bảo nó phải khách quan, nó phải mang tính đại diện và cho cả một cái quần thể mẫu hồ sơ đó. Tôi xin thông tin thêm là trong quá trình đi học hỏi kinh nghiệm của các nước trong khu vực ấy, thì ở Đài Loan người ta chỉ có giám định 10% thôi, 10% số hồ sơ đó, và người ta quy luôn cái sai sót của 10% đó cho tổng số hồ sơ thanh toán luôn. Chúng tôi cũng đang rất hy vọng, thậm chí rất kỳ vọng vào cái việc mà sẽ được chính phủ đồng thuận, chấp thuận cho phép là cái phương pháp giám định theo tỷ lệ và cộng với giám định theo tập trung nữa, nó sẽ trở thành một cái phương pháp giám định chính thức ở Việt Nam có tính pháp lý cao. Vâng. Qua đó chúng tôi mới có thể khắc phục được hai cái tồn tại cơ bản hiện nay, và cũng rất khó mà có thể khắc phục được nếu không có cái giải pháp đó. Vâng. Đấy là nguồn nhân lực còn đang rất hạn chế, đấy là công nghệ thông tin cũng còn đang hạn hẹp. Vâng.